Kính chào quý vị. Cách đây khoảng 10 đến 15 năm thì tủ lạnh là một loại thiết bị còn khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam. Nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong mỗi gia đình bởi vô vàn những tiện ích mà nó mang lại. Và rồi chính bởi những ưu điểm vượt trội khiến cho chúng ta không tìm ra được những mặt trái của nó, mà tiêu biểu là những mối nguy hại tiềm ẩn sau thói quen bảo quản thức ăn trong tủ lạnh. Nhiều người vì tiếc, muốn tiết kiệm nên là hay lưu trữ lại những thực phẩm chưa dùng hết để vào tủ lạnh để ngày mai nấu lại và dùng tiếp. Và tất nhiên, họ không hề biết rằng lưu trữ thức ăn trong tủ lạnh lâu ngày cũng đồng nghĩa với việc họ đang lưu trữ những mầm mống ung thư nguy hiểm. Để tìm hiểu rõ hơn điều này cũng như là tìm ra cách bảo quản thức ăn đúng, Sống An Lạc đã tham khảo nhiều ý kiến của các chuyên gia về sức khỏe, y học. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Năm 2017, tại Trung Quốc có trường hợp một nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư đại trực tràng. Nguyên nhân được cho là do thói quen ăn đồ ăn để qua đêm trong suốt 10 năm trời. Được biết, bệnh nhân cùng chồng làm việc tại một nhà máy nhựa ở Quảng Đông. Để tiết kiệm tiền và thời gian, cô thường nấu sẵn đồ ăn từ tối hôm trước để vào tủ lạnh đến hôm sau ăn. Bàn về vấn đề này, tiến sĩ Lâm Văn Mân, trưởng phòng nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ, Viện An toàn thực phẩm đã chỉ rõ lý do tại sao không nên hâm nóng thức ăn để trong tủ lạnh. Tiến sĩ Mân cho biết, việc cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau hâm nóng lại và ăn là không nên, bởi trong thực phẩm thừa có nhiều vi sinh vật gây hại. Khi cho thức ăn thừa vào tủ lạnh, những vi sinh vật đó chỉ ngừng hoạt động. Vì vậy, lấy thức ăn ra và hâm nóng lại cũng không thể diệt hết các vi khuẩn này và người ăn dễ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Chưa có kết luận cụ thể về việc nấu lại thức ăn đã bảo quản trong tủ lạnh có thể gây ra ung thư. Tuy nhiên, sự nguy hiểm được cho là nằm ở cách thức mà chúng ta bảo quản đồ ăn. Có rất nhiều thói quen cực hại cho sức khỏe khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh mà các gia đình mắc phải nhưng lại chẳng ngờ tới. Thứ nhất, không bọc riêng và ngăn cách thực phẩm. Một trong những thói quen sai lầm của các bà nội trợ là không đóng riêng từng loại thực phẩm vào hộp hay là ngăn cách bằng màng bọc thực phẩm mà để chung vào cùng một nơi trong tủ lạnh. Khi đặt thịt sống vào tủ lạnh mà không bao bọc kỹ, nước thịt rất dễ rỉ qua các khe hở và chảy ra ngoài, thấm vào các loại thực phẩm khác. Điều này khiến cho các thực phẩm sống chín rồi rau xanh và thịt sẽ dễ tiếp xúc với nhau, lây nhiễm chéo vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Thứ hai, để quá nhiều đồ, sắp xếp đồ không đúng vị trí. Khối lượng thực phẩm trong dịp Tết rất lớn khiến nhiều người có thói quen chất hết tất cả vào tủ lạnh mà không hề biết rằng điều này sẽ khiến thực phẩm không được bảo quản đúng tiêu chuẩn và còn nhanh chóng bị hư hỏng hơn. Không khí lạnh cần phải có không gian thoáng để có thể bao quanh thực phẩm. Nếu chất quá đầy và không chừa khe hở, dễ khiến tủ bị bí hơi, nhiệt độ lạnh không đều. Mỗi vị trí trong tủ lạnh có một nhiệt độ khác nhau và phù hợp với mỗi loại thực phẩm riêng. Nếu sắp xếp các loại thực phẩm không đúng vị trí và đủ độ lạnh cần thiết, các loại thực phẩm này sẽ bị hỏng và ảnh hưởng đến nhiều loại thực phẩm khác. Theo thứ tự, ngăn đông thường dùng để giữ trữ các loại cá thịt để lâu ngày và trữ đá. Ngăn mát dùng để trữ thức ăn thừa, đồ uống, thực phẩm ăn liền, rau quả và thực phẩm sống. Những kệ dưới của ngăn mát, bạn có thể đặt trứng, sữa, các loại thịt và hải sản muốn dùng nhanh hoặc các loại thực phẩm đang cần giã đông. Đối với cánh cửa tủ, cũng là nơi ít được làm lạnh nhất, bạn nên để những thực phẩm khô như là các loại hạt, bơ và các loại gia vị, sốt bởi vì những loại thực phẩm này có thời gian bảo quản rất lâu. Thứ ba, không rửa thịt tươi trước khi đông đá. Rất nhiều người khi mang thịt về thì nhét tất cả vào túi rồi cất trong ngăn đá. Cách làm này sẽ làm mất hết dinh dưỡng và mùi vị của thịt. Do đó, bạn cần đông đá thịt đúng cách. Trước hết, các bạn hãy rửa sạch thịt, sau đó thấm khô rồi đựng trong túi đựng thực phẩm hoặc là hộp bảo quản thực phẩm và nên ghi ngày tháng rồi mới đông đá. Vì không rửa thịt thì những chất bẩn, vi khuẩn cùng bám vào trong thịt sẽ không tốt. Thứ tư, không đậy nắp thức ăn thừa. Nhiều người thường chủ quan cho đồ ăn thừa vào trong tủ lạnh mà không đậy lại. Đây là một thói quen vô cùng tai hại và rất dễ gây ra các bệnh về tiêu hóa. Các loại thức ăn thừa này có thể chứa nhiều vi khuẩn
gây ảnh hưởng đến các loại thức ăn khác, và chính chúng cũng sẽ hấp thụ vi khuẩn từ các loại thực phẩm xung quanh và đi vào cơ thể của bạn. Vì thế, dù bảo quản có lâu hay không, khi cho thức ăn vào tủ lạnh, bạn hãy luôn luôn cho vào hộp đậy kín, vừa đảm bảo sạch sẽ, an toàn, vừa khiến tủ lạnh của bạn không bị ám mùi. Thứ năm, làm đông lạnh lại thịt sau khi dùng không hết. Nhiều người có suy nghĩ thịt sau khi giã đông, ăn không hết lại đưa vào tủ đóng đá tiếp. Tuy nhiên cách làm này đã vô tình làm cho quá trình vi khuẩn tăng lên gấp nhiều lần. Sau khi giã đông, các tế bào của thực phẩm đã bị phá vỡ đi ít nhiều. Nếu như bạn tiếp tục cho vào ngăn đông thì các tế bào còn lại tiếp tục lại bị phá vỡ và điều này vô tình làm vi khuẩn tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy, bạn hãy giã đông thực phẩm khi chắc chắn rằng có thể chế biến nó ngay và để thực phẩm thành từng túi nhỏ để phù hợp với khẩu phần từng bữa ăn. Nếu thực phẩm giã đông bị thừa, hãy bỏ đi vì chúng thực sự không tốt cho bạn. Thứ 6. Không chú ý tới nhiệt độ. Nhiệt độ là một yếu tố rất quan trọng trong việc bảo quản thức ăn. Mỗi ngăn của tủ lạnh thì cần có một nhiệt độ riêng. Và nếu như bạn cứ để nhiệt độ chung cho các ngăn thì các loại thực phẩm sẽ không được làm lạnh một cách tốt nhất. Nếu nhiệt độ quá cao thì thực phẩm sẽ nhanh bị hỏng. Nhiệt độ quá thấp thì không tốt cho các loại thực phẩm lại vừa gây tốn điện. Vì vậy, cần phải biết cơ chế hoạt động của từng loại tủ bởi vì khí lạnh tỏa ra ở mỗi ngăn là khác nhau để có thể tích trữ đồ ăn phù hợp. Nhiệt độ trong ngăn mát của tủ lạnh cần đảm bảo luôn luôn ở mức dưới 4 độ C, còn ngăn đá tốt nhất là dưới âm 18 độ C. Nhiệt độ trên 4 độ C sẽ làm vi khuẩn sinh sôi rất nhanh chóng. Thứ 7. Dùng bình nhựa để nước lọc trong tủ lạnh. Đây là một thói quen rất có hại bởi vì khi ở nhiệt độ thấp, nhựa sẽ tiết ra độc tố dioxin. Chất này là một chất cực độc và là nguyên nhân chính để gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Thứ 8. Rau củ quả để gần nhau, không rửa rau trước khi cho vào tủ lạnh. Trái cây, rau, củ quả, mỗi loại đều có khí ga khác nhau, nên nếu như để gần thì có thể làm cho chúng nhanh bị phân hủy. Bạn nên lựa chọn vị trí để đặt các loại củ quả tách nhau ra và nên để ráo củ quả trước khi cho vào tủ lạnh để chúng lâu bị hỏng hơn. Trong một số loại rau, đặc biệt là rau sống có thể chứa vi khuẩn E. coli là tác nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy. Loại vi khuẩn này có thể nhiễm chéo từ rau sang các thức ăn khác trong tủ lạnh. Do đó, bạn đừng quên rửa sạch rau trước khi cho vào ngăn dự trữ riêng trong tủ lạnh. Ước lượng chính xác số lượng thực phẩm cần dùng trong một bữa ăn là một bài toán không hề đơn giản cho các bà nội trợ, kể cả họ có khéo léo và đảm đang đến đâu đi chăng nữa. Vậy nên, sẽ vẫn phải có lúc cần đến việc bảo quản thức ăn và sẽ vẫn phải cần đến những chiếc tủ lạnh. Điều quan trọng là nằm ở cách mà chúng ta sử dụng tủ lạnh như thế nào để bảo quản thức ăn cho khoa học và an toàn. Thực phẩm đông lạnh cũng có thời gian bảo quản nhất định, không phải cứ để tháng này qua tháng khác là được. Thứ nhất, thực phẩm đông lạnh ở ngăn đá. Thông thường, nhiệt độ ngăn đá của tủ lạnh là ở mức âm 18 độ C. Trong một môi trường như vậy, bạn có thể bảo quản thịt tươi, cá và gia cầm đã được đóng gói hoặc đựng trong hộp kín. Ngoài ra, bạn có thể bảo quản các loại thực phẩm đã được nấu chín để không làm món ăn bị biến chất. Thông thường, các loại thực phẩm cấp đông này nên được sử dụng trong vòng 3 tháng. Thứ hai, thực phẩm bảo quản ở ngăn mát. Tủ lạnh ngăn mát thường có nhiệt độ khoảng 5 độ C. Vì vậy, bạn có thể bảo quản lạnh thực phẩm tươi và chín, nhưng thời gian lưu trữ này khá ngắn, tối đa chỉ nên là 1 tuần. Ngoài ra, ở ngăn mát, đa số là dùng để bảo quản rau và trái cây tươi trong thời hạn mà mỗi loại trái cây đó có thể duy trì được. Để đảm bảo thời gian tích trữ được lâu hơn mà không làm thất thoát quá nhiều dinh dưỡng, bạn nên gói vào giấy bảo quản, sau đó cho vào hộp hoặc túi kín trước khi tích trữ trong tủ lạnh. Thứ ba, thực phẩm bảo quản ở ngăn đông. Hiện tại có rất nhiều người sử dụng tủ đông để bảo quản thực phẩm với những kích cỡ tủ khác nhau. Thông thường, nhiệt độ ở các loại ngăn tủ này là 0 độ C. Các loại cá, thịt và động vật có vỏ thì có thể được bảo quản ở ngăn này. Ngoài ra, các sản phẩm sữa cũng có thể được bảo quản ở đây để lưu trữ được trong trạng thái lạnh trung bình. Đây là ngăn có nhiệt độ 0 độ C nên bạn cũng có thể chuyển thực phẩm từ ngăn đá, tức là ngăn lạnh sâu, đến ngăn này để tích trữ, chờ giã đông chậm, sau đó có thể sử dụng sẽ tối ưu dinh dưỡng hơn. Buổi sáng trước khi đi làm,
Bạn lấy thực phẩm từ ngăn đá chuyển vào ngăn đông, buổi chiều về có thể sử dụng thay cho việc để ở ngăn mát. Thông thường, thực phẩm bảo quản ở ngăn đông tốt nhất nên dùng trong khoảng 3 ngày. Không phải loại thực phẩm nào cũng có thể giữ được độ tươi ngon, an toàn khi được bảo quản ở trong tủ lạnh. Bởi khi để chúng trong tủ lạnh thì những loại thực phẩm này sẽ bị mất đi dinh dưỡng, biến đổi tính chất, tạo thành phần độc tố, gây hại cho sức khỏe. Phân biệt được những loại thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh cũng là rất cần thiết để bạn giữ được chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đây là 13 thực phẩm tránh để trong tủ lạnh mà bạn cần phải biết. Thứ nhất là bánh mì. Nhiều người thường cho bánh mì vào tủ lạnh khi không dùng hết. Sau đó, mỗi lần ăn thì đem nướng giòn lên. Điều này thực sự là một thói quen sai lầm. Lý do là bởi vì bánh mì thường hút hết không khí lạnh trong tủ, trong đó có cả những ẩm mốc nếu như tủ lạnh không được vệ sinh sạch sẽ. Điều này làm cho bánh mì bị khô, cứng, thay đổi mùi vị và có thể mang nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, bạn không nên bảo quản bánh mì trong tủ lạnh. Loại bánh mì duy nhất bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh là bánh mì sandwich, nhưng nhớ phải bọc thật kỹ trước khi cho vào tủ lạnh. Thứ hai, cơm. Không ít người thường đặt cơm thừa trong tủ lạnh rồi hâm nóng lại khi cần ăn. Tuy nhiên, cơm nguội có thể là tác nhân gây ra nhiều bệnh tiêu hóa như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, táo bón cho bạn. Nguyên nhân là trong những loại thực vật trồng gần mặt đất như lúa, ngũ cốc và các loại rau gia vị có chứa một loại vi khuẩn. Loại vi khuẩn này không hoạt động trong quá trình nấu cơm, nhưng khi để cơm nguội qua 24 giờ, nó bắt đầu sản sinh các bào tử độc hại. Tốt nhất, bạn nên nấu cơm vừa đủ và sử dụng trong ngày, không nên bảo quản trong tủ lạnh hay là hâm đi hâm lại nhiều lần để hạn chế nguy cơ gây bệnh. Thứ ba, cà phê. Cà phê hoàn toàn không cần phải bảo quản trong tủ lạnh bởi nó có thể tồn tại rất tốt trong môi trường bình thường. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, cà phê sẽ hấp thụ tất cả những mùi xung quanh, làm mất đi mùi vị vốn có của nó và ám mùi cho những loại thực phẩm khác. Cũng vì đặc tính hút mùi này mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng cà phê cho một mục đích khác là khử mùi cho tủ lạnh, tủ kệ hoặc xe ô tô. Thứ tư, cà chua. Một loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh mà ít người biết đó là cà chua. Nhiều người sợ cà chua mau bị hỏng mà bỏ trong tủ lạnh, nhưng không biết rằng nhiệt độ lạnh sẽ phá hủy kết cấu của cà chua, khiến cho nó bị bở và mất đi khoảng 65% khả năng sản sinh ra các hợp chất có lợi, ngăn cản cà chua được chín tự nhiên. Cà chua là loại quả chuộng ấm, nên tốt nhất bạn chỉ cần mua cà chua vừa chín tới và sử dụng trong khoảng 2-3 ngày. Đây là cách bạn giữ chọn hương vị và dưỡng chất của loại quả này. Thứ năm, khoai tây. Khoai tây để trong tủ lạnh lâu sẽ bị nhũn và héo đi, không còn giữ được độ tươi ngon nữa. Nguyên nhân là khi nhiệt độ ở dưới 7 độ C thì tinh bột trong khoai tây sẽ bị phá vỡ, chuyển thành đường, đồng thời không còn giữ được trọn vẹn dưỡng chất như trước. Thứ 6, bơ chưa chín. Nếu như muốn bơ chín nhanh để sử dụng thì bạn hoàn toàn không nên để nó trong tủ lạnh, bởi nhiệt độ lạnh sẽ làm ngăn cản quá trình chín tự nhiên của nó. Bên cạnh đó, bơ cũng không giữ được trọn vẹn độ bùi, xốp như khi bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Thứ 7, dưa hấu. Dưa hấu khi bảo quản lạnh sẽ tăng được độ thơm ngon, thế nhưng cũng sẽ làm mất đi chất chống oxy hóa như là lycopene và beta-carotene. Đây là những dưỡng chất vô cùng có lợi cho sức khỏe. Tốt nhất, bạn nên cắt dưa hấu thành miếng to và bao bọc cẩn thận để hạn chế tình trạng này. Thứ 8, mật ong. Mật ong hoàn toàn có thể tồn tại ở môi trường tự nhiên một thời gian rất lâu bởi bản thân nó đã là một chất bảo quản tự nhiên. Nếu như để trong tủ lạnh, mật ong sẽ bị tăng tốc độ kết tinh của đường, khiến nó đóng một lớp đường bên dưới đáy. Cách tốt nhất để bảo quản mật ong là bạn chỉ cần bỏ mật ong vào trong một lọ thủy tinh và đậy kín lại. Thực phẩm này có thời hạn sử dụng rất nhiều năm. Thứ 9, tỏi. Môi trường ẩm ướt trong tủ lạnh có thể khiến tỏi mọc mầm, thậm chí phát triển nấm mốc gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh còn khiến tỏi bị mềm đi và biến dạng, giảm chất lượng đáng kể. Thứ 10, tương ớt. Các loại nước sốt như tương ớt thì không cần phải bảo quản lạnh bởi bản thân chúng đã được lên men và là một chất bảo quản tự nhiên. Một chai nước sốt ớt thông thường có tuổi thọ lên đến 3 năm. Thứ 11, hành tây. Hành tây có mùi rất hăng, đặc trưng,
nên chúng có thể làm ám mùi những loại thực phẩm khác khi mà để trong tủ lạnh. Bên cạnh đó, nhiệt độ thấp cũng khiến cho hành tây bị khô đi và không giữ được mùi vị ban đầu của nó. Để bảo quản hành tây, các bạn chỉ cần để chúng ở một nơi thoáng mát và hạn chế lột vỏ nếu như chưa sử dụng. 12. Các loại rau thơm. Các loại rau thơm như húng quế, tía tô, húng lũi thì cũng là một loại thực phẩm tránh để trong tủ lạnh bởi vì chúng bị héo rất nhanh ở nhiệt độ lạnh và có thể hấp thụ mùi của nhiều loại thực phẩm khác. 13. Các loại bầu bí. Các loại bí, đặc biệt là những loại có vỏ dày, có thể để ở môi trường bên ngoài tới tận 1-2 tháng. Các loại dưa vàng, dưa hấu chưa cắt thì nên để ở khu vực khô ráo. Song song với đó, bạn nên vệ sinh tủ lạnh cho sạch sẽ như là giã đông ngăn đá để lau chùi, dọn dẹp thức ăn lưu trữ ở ngăn mát, khử mùi tủ lạnh thường xuyên nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh. Bảo quản thức ăn bằng tủ lạnh là việc mà chúng ta vẫn đang làm hàng ngày, hàng giờ, bởi đó hiện nay đang là cách bảo quản tiện lợi nhất. Tuy nhiên chúng ta không nên quá lạm dụng tủ lạnh và hãy sử dụng chúng một cách khoa học nhất để đảm bảo sức khỏe của mọi người. Hãy nhớ rằng bảo quản thức ăn thì cũng cần phải song hành với bảo quản sức khỏe và cơ thể của chúng ta. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!